Xin chào anh Nguyễn Duy Chín ở Hà Nội và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em sẽ test cho anh một bộ sản phẩm 2 mic màu tím hồng. Hiện tại cái bộ sản phẩm này bên em đang bán là 545.000. Và nếu như bạn nào có nhu cầu mua sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại Zalo như trên tiêu đề video. Hoặc các bạn có thể vào trên sen đỏ Shopee, các bạn tìm kiếm cái từ khóa là linh kiện 789. Shop bên mình có tên là như vậy ở trên sen đỏ Shopee. Và bộ sản phẩm khi mua thì sẽ có bao gồm là hai tay mic, một mạch thu, và bên mình có tặng kèm theo một cái jack cắm đơn 5 chân để các bạn kết nối nguồn và kết nối tín hiệu. Thì sau khi kết nối xong thì màn hình nó sáng như thế này. Ở dưới mạch thu nó cũng sẽ có hai bóng đèn sáng. Đấy, bây giờ em sẽ tắt bớt một bên đi nhá. Đấy, một cái này. Rồi hai cái tay mic này xem nào. Đây, tắt bớt một bên đi này. Thì ở dưới đây nó còn có một bóng đèn sáng thôi. Đây. Bật lên này. Ok, bây giờ test sản phẩm nhé. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, như vậy là cả hai tay mic đều hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu để gửi sản phẩm cho anh. Đối với cái tai mic này thì chúng ta có thể lắp vào trong âm ly, vào trong cái vang số, vang cơ. Nói chung là lắp được tất cả vào những cái thiết bị nào mà có cái lỗ cắm mic là đều có thể chế vào được. Hoặc các bạn có thể thay thế vào những cái bộ mic mà đã hỏng ở trong lò kéo cũng được. Rồi, trên đây là ký hiệu cái bộ sản phẩm của anh. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Duy Chiến đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.